Thưa quý vị, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Đất Đỏ đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Đất Đỏ đã thống nhất danh sách 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 30 đại biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo bầu cử huyện các đại biểu đã thảo luận về số lượng cơ cấu thành phần và tiêu chuẩn những người được đưa vào ứng cử viên cho bầu cử hội đồng nhân dân huyện. Công tác chuẩn bị giới thiệu nhân sự ứng cử để thực hiện hiệp thương lần 2. Thông qua dự kiến đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Cuộc họp cũng trao đổi về những vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thống nhất các nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ban chỉ đạo bầu cử huyện đất đỏ yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các xã thị trấn triển khai công tác bầu cử ở địa phương. Thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh dưới mắt ở cơ sở, để mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử sát với tình hình của thực tế ở địa phương. Lãnh đạo quyền cũng chỉ đạo ra soát chuẩn bị nhân sự phục vụ các tổ bầu cử, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công bố số đơn vị bầu cử, Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trước ngày 4 tháng 3.